quay trở lại chương trình Chiếc Nồi Kỳ Diệu. Xin chào các bạn, tôi là Jack Lee. Mọi người nghe qua món bánh xèo chiên giòn chưa? Chiên giòn nghĩa là không gắt dầu, không động lại bên trong, giảm thiểu đói đa, các chất tích tụ, gây bệnh tim mạch. Hãy cùng Jack Lee làm thử món bánh xèo chiên giòn với chảo sứ Minh Long nha. Đảm bảo sau tập này các bạn sẽ mở được tiệm bán bánh xèo luôn. Nhớ mời Jack Lee nha. Rồi bây giờ nguyên liệu là bột bánh xèo, tôm nè, thịt nạc, giá, hành lá, bà, rau sống ha. Đừng quên nước nha các bạn. Và đây, chiếc chảo sứ chắc sẽ dùng để chiên bánh xèo. Chảo sứ Minh Long làm nóng nhờ cái bước sóng hồng ngoại, nghĩa là chảo sẽ hấp thu nhiệt, sau đó bắn ra các tia bất xả nhiệt để xuyên qua làm món ăn chính. Bất cứ món nào chiên bằng chiếc chảo này cũng chín sâu, chín nhanh và chín giòn và dầu ăn không kịp lỏng lại bên trong. Hôm nay Jack sẽ chứng minh cho các bạn ha, chiên bánh xèo từ cái chảo sứ Minh Long khác biệt như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ pha loãng bột bánh xèo nha các bạn. Bột vô, xong rồi mình nổ nước lọc thường nha, nhưng mình phải từ từ làm, không có thể mà làm bỏ nhiều bột quá dưới nước ha, nó sẽ dính. Và thường á mình sẽ bỏ một chút bột giòn trong đây, cái đó là bí quyết để nó giòn hơn ha, với một chút nước cốt dừa ha, để nó béo hơn, thơm hơn. Mình bỏ chút hành lá vô nè. Trường hợp á các bạn ha, mình thấy nó đặc quá thì mình thêm chút nước thôi. Rồi khi đợi bột nghỉ á ha, thì chắc sẽ bắt cái lửa lên lớn cho cái chảo này nóng và hấp thụ nhiệt đều nha. Thường á ha, cái bánh khọt và cái bánh xèo á ha, đổ vô cái khuôn đất á, thì nó làm cái món ăn á ha, rất là lành, rất là giòn đều. Và ngon nữa, cái chảo sứ Minh Long này á thì được làm từ cái đất quý hiếm ha, và được nâng cao cái tính hấp thu và cái bức xả nhiệt, giúp việc chiên trở nên nhanh và dễ dàng hơn. Rồi sau 5 phút rồi nha các bạn ha, bây giờ mình sẽ tráng một chút dầu lên chảo đều nha các bạn ha. Mình phải dầu phải đều nha các bạn ha. Xong rồi mình giảm lửa xuống vừa nè, mình sẽ tráng cái bột đều lên chảo nha các bạn ha. Xong rồi mình sẽ bỏ tôm, thịt và giá. Rồi được 2 phút rồi nha, thì mở nắp. Wow, các bạn thấy không? Cái bánh xèo bắt đầu giòn rồi đó nè. Thấy không? Thì sau 3 phút 30 giây á thì nó bánh xèo nó sẽ chín đều, ngon thì mình ăn được rồi. Nè các bạn thấy không? Đơn giản ha. Bỏ lên. Thấy giòn các bạn, nghe được cái độ giòn ha. Chỉ 6 phút ha, bánh xèo ít dầu mà dễ chóc. Chứng tỏ chảo sứ dưỡng sinh của Minh Long hấp thu nhiệt rất nhanh, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu, rất tuyệt vời. Đây, chắc có chuẩn bị một chiếc bánh xèo ha, chiên từ một chảo khác. Dạ, cho các bạn so sánh nè. Nhìn vào là biết ngay bánh xèo nào là chiên từ cái chảo sứ Minh Long. Màu vàng rất đẹp ha, giòn, nghe chưa, không bị bể và không bị ướt. Ăn vào á các bạn ơi ha, thấy giòn tan luôn á, không bị khét nè ha, không bị khô và không gắt dầu, rất là tuyệt vời. Ôi trời ơi, tôm
thịt và giá ha, đều ngọt tự nhiên, kèm với một chút rau ha, chấm vô nước chấm, ngon hết phải. Các bạn thấy chưa? Chiên bánh xèo từ chảo sứ Dưỡng Sinh Minh Long ha, không tốn nhiều dầu nè ha, thời gian ngắn nè ha, không làm biến chất món ăn, hạn chế độc tố, ngay ra các bệnh ung thư và tim mạch. Từ hôm nay, chắc chỉ chọn chiên bằng chảo sứ Dưỡng Sinh Minh Long. Còn các bạn thì sao?